Em là Bạch Tuyết. Lặng nhìn kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5. Hai ngày này bị dở hơi à? Tự nhiên lôi nhau ra đây chúng đẩy. Có ai bình thường khi yêu đôi em? À thằng điên. Nại Thành ơi, như thế cả mày với tao ngồi ấy, như kiểu là chó trực tật ao ấy. Thôi, nàng quen Nại chứng tỏ thích tao đấy. Thích tao. Đã bảo thích tao rồi. Đã là thích tao rồi. Mày chơi tao. Mày. Gương kia ngựa ở trong rừng, thế ra mai đẹp được dường như ta. Bà đẹp tuyệt vời. Cách đây 20 năm bà là tiên, nhưng bây giờ bà đã không còn là tiên nữa rồi. Tại sao ta phải là người đẹp nhất? Không ai đẹp hơn ta hết. Bởi vì sao à? Bởi vì ngày nay Bạch Tuyết muốn phần đẹp hơn. Không được, và không quan tâm. Poppy. Dạ thưa phù thủy, người gọi ta lên đây có việc gì? Poppy, hãy đi tìm con Bạch Tuyết rồi bắt nó về đây. Ôi thế phù thủy ơi, Bạch Tuyết làm sao mà lại phải bắt? Tại sao à? Tại vì nó dám đẹp hơn ta. Mau đi bắt nó đi. Tuân lệnh thưa phù thủy. Bạch Tuyết, người cứ chờ đấy. Uầy, Thành Áo ơi, công chúa Bạch Tuyết xinh nhở. Nhưng mà rất tiếc mày với tao không phải hoàng tử. Thôi, ngắm từ xa vậy. Uầy, này, Bạch Tuyết đứng một mình đã đẹp rồi, xoay người lại càng đẹp hơn. Này, mấy người thấy mùi gì không? Có. Bỏ về ra, đang xem gì. Thôi. Ôi công chúa Bạch Tuyết ơi, công chúa, ngã công chúa cũng xinh, cũng đẹp. Lên, phải ga lăng tí chứ. Lên. Công chúa có sao không? Này các người, vô lễ, sao dẫn đụng vào người ta? Các người vô lễ, dám đẩy ta, ta về, ta sẽ mách vua cho ta xem mà xem. Ô, công chúa hay thế nhỉ? Công chúa bảo không được động vào, thì bọn thần chả phải nhả ra. Ê, bảo tao ngáo, sao mày còn ngáo tao? Im. Công chúa cho bạn thần xin lỗi nha. Xin lỗi nhé. Xin lỗi à? Ta. Mà thôi được rồi, ta sẽ tha cho các người nếu các người giải đáp được thắc mắc cho ta. Công chúa cứ hỏi đi. Thằng bạn của thần nó khôn lắm. Khôn thằng thông minh lắm. Úi giời ơi, cái kênh Đào Xanh của ta, cái kênh YouTube ấy, các người có biết không? Trước thì nhiều người xem lắm, mà bây giờ ít người kinh khủng ấy. Chẳng biết là vì sao, hay là các bạn không thích ta nữa. Đúng vậy ạ. Dạo này thần theo dõi kênh đấy, cũng cảm giác thấy nó xuống lắm ạ. Công chúa để thần nghĩ cách ạ. Người mau nghĩ nhanh lên, ta còn tha cho nhá. Không, ta bảo lính của ta đánh đòn bây giờ. Ấy, công chúa phải từ từ chứ. Để cho chữ của thần nó từ bụng nó dồn lên não chứ. Thế nãy giờ đã kịp lên đâu. Thật, bị dồn lên não chứ kịp lên. Đâu, có. Thôi rồi, cho 1 phút 30 giây nghĩ đấy, nhanh lên. À, thần có rồi. Nhanh thế. Bây giờ như thế này nhá. Hễ các bạn khán giả ấy yêu cầu cái gì, hay là thử thách công chúa cái gì, công chúa hay làm theo khán giả. Như thế các bạn ấy sẽ thích. Và như đó ấy, chính là sự tương tác giữa công chúa và khán giả cũng như thần đây. Đấy, đúng rồi đấy. Được rồi, vậy ta sẽ tuyên bố từ nay ta sẽ làm theo thử thách của các bạn khán giả. Vậy thử thách đầu tiên của công chúa đó là đi chơi với bọn thần. Cái đúng rồi. Thử thách của khán giả hay là thử thách của các người? Đấy là của khán giả. Công chúa không tin thì thôi. Dạ đi. Khoan. Được rồi, ta đi chơi với các người được chưa? Đi. Đã được rồi. Bạch Tuyết đây rồi.
Bàn tay đau đưa đây. Thu quá đông trăm đám cưới điểm tay đi. Ra tay đi nở, ra tay đi. Ra tay đi nào, ra tay đi nào. Lại Thành à, cái chuyện gì vừa xảy ra nhỉ? Tao chưa kịp loát. Thì mày với tao, công chúa đang ung dung nhìn trời, tự nhiên có đám mây xanh kéo công chúa đi mất rồi. Kéo đi mất à? Này, tao thấy cái tình cảnh này nó giống ở đâu rồi? À, trên phim. Hình như cái này gọi là bắt cóc hay sao ấy. À đúng rồi, cái này người ta gọi là bắt cóc đấy. Này này, hả? Thế cái nhân vật chính ở trong phim là nó làm cái gì tiếp theo nhỉ? Để tao nghĩ. À, đúng rồi. Họ đi về. Đi. Không phải. Hả? Tao nhớ là hình như là người ta bảo là cái gì là đi giải cứu hay sao ấy. Đi giải cứu. Ôi rồi. Thế là công chúa bị bắt cóc thật rồi. Ôi, giải cứu nhanh lên rồi. Trời ơi. Đứng lại. Ô, đứng lại. Đứng lại. Chuyện gì vừa xảy ra đấy? Làm gì mà vội thế? Quái nhỉ? Ê, Bạch Tuyết! Bạch Tuyết đâu rồi? Đứng lại! Tụi lại! Hả? Ta mệt quá. Không sao. Này, chuẩn bị nào. 1, 2, 3, tiếp tục. Này, người đuổi mãi không thấy mệt à? À, công chúa, sao đây? Có, mệt chứ. Mà, ngồi xuống. Tao bảo. Ngồi xuống đi. Bảo gì? Nhanh lên, tao còn bắt Bạch Tuyết. Này, cho ta hỏi tí. Người bắt công chúa về làm gì đấy? Đây là nhiệm vụ mà mụ phù thủy giao cho ta. Bởi vì Bạch Tuyết đẹp hơn phù thủy nên ta phải bắt về. Vô lý, quá vô lý. Bây giờ ấy, mụ phù thủy ra rồi nên là phải xấu thôi. Đúng. Thế bây giờ này, công chúa chết, trẻ thì phải sinh chứ. Thế bây giờ hàng triệu hàng nghìn các cô gái trẻ phù thủy bắt hết à? Chết mãi mà phù thủy bắt vợ người giàu, đúng rồi. Các ngươi nói cũng đúng ấy nhỉ. Nhưng câu trả lời của ta là, thứ nhất, ta chưa có vợ. Thứ hai, nhất định phải bắt Bạch Tuyết. Ôi trời ơi. Này chú ơi, tao nghĩ thằng này nó ngáo hơn tao. Mày nghĩ cách giải quyết đi. Ồ, thế mày tưởng tao thông minh lắm à? Là cái tên kia, tao bảo ngươi không nghe à? Tao đe ngươi không sợ à? Tao cầm que. Tao không có que. Ngươi vẫn phải sợ chứ. Tại sao tao phải sợ ngươi? Các ngươi có tài cán gì mà để ta sợ? Ta nhất định phải bắt Bạch Tuyết. Ê khoan. Sao người vẫn ngoan cố nhỉ? Ngươi ấy, theo phù thủy, ngươi được cái gì? Làm gì có tương lai? Đúng. Phải theo thằng bạn ta này. Vừa khôn, lại còn thông minh nữa. Trời ơi, mày nói khôn từ khôn. Ê, hả? Nhưng mà khôn với thông minh nó là một mà. Ừ, đúng rồi. Im. Công chúa rốt thế nhỉ? Khôn ấy, là dành cho tôi. Im. Lý, nghe ta đi. Được, hợp lý đấy. Vậy, ta sẽ theo các ngươi. Đấy, ngươi phải nghe ta. Đúng, thông minh lắm. Ngươi lấy bạn của ta. Bye bye. Công chúa lại bị bắt cóc rồi. Chú ơi, thế bây giờ phải làm như nào? Thì lại phải giải cứu bát hai rồi. Nhanh đi. Phù thủy, ta đã mang Bạch Tuyết về đây rồi đây. Phù thủy, sao ngươi lại bắt ta? Ngươi muốn biết tại sao ta lại bắt ngươi à? Tại vì người đẹp hơn ta. Này, đẹp hơn phù thủy ấy là một cái tội rất to, to hơn núi Thái Sơn ấy. Cái bà này, sao bà vô lý thế? Tả nó ra. Đứng im. Đứng im. Phù thủy, ta hết nhiệm vụ rồi. Ta giao Bạch Tuyết cho bà. Ta đi đây. Được. Người, mau trói Bạch Tuyết vào để ta xử lý nó. Đi đâu ta? Được.
đi. Này, A Ngáo, trong đây chính là chỗ của mụ phù thủy. Phù thủy à? Để tao. Mày làm cái gì đấy? Tao cứu chúa. Mình đánh sao lại bọn nó? Ui, mình phải dùng cái đầu. Cái đầu. Đây, tao có kế hoạch rồi, nghe. Ok. Ê, ê, con gái cao 1m75, đúng cái gu của mình. Này em ơi, em gọi anh à? Ê, chả gọi anh thì gọi ai? Ra đây với em. Ủa, sao rồi? Ơ, em ơi, yêu đấy. Bạch Tuyết, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Để trên thế giới này không ai đẹp hơn ta nữa. Dừng tay. Bà dừng tay. Bây giờ cứ hễ ai đẹp hơn bà là bà tiêu diệt. Bà biết trên thế giới này có 9 tỷ dân, biết bao nhiêu cái đẹp hơn bà không? Không có phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người phụ nữ là không biết làm đẹp thôi. Ấy ấy, phù thủy, bà đừng có tin hắn. Bây giờ bà phải tiêu diệt Bạch Tuyết, bà mới trở thành người đẹp nhất thế gian được. Đúng, ta phải tiêu diệt Bạch Tuyết, ta mới là người đẹp nhất. Bà lại sai rồi. Bà xấu hơn Bạch Tuyết ý, đấy là do bà không biết cách làm đẹp thôi. Bây giờ nhá, bà đuổi tên kia đi, tôi sẽ dạy bà. Cái gì cơ? Dạy ta cách làm đẹp á? Ấy ấy, phù thủy, đừng có nghe tên kia bơm đều. Bà nhất định phải tiêu diệt Bạch Tuyết. Phù thủy, bà đừng nghe hắn. Chỉ cần bà đừng tiêu diệt ta, ta với chung chuối sẽ dạy bà cách make up cho đẹp hơn. Đúng đấy. Bây giờ á, bà chỉ cần thả Bạch Tuyết ra, tôi sẽ cho bà một cái địa chỉ làm spa đẹp nhất ở khu này luôn. Tên kia, im mồm. Người, đi ra ngoài, nếu không đừng có đánh. Phù thủy sao lại tin người ngoài? Đi ra ngoài đi. Này, địa chỉ ở đâu ấy? Địa chỉ này rất là bí mật, không thể nói cho người ngoài được. Chứ không ai cũng đẹp như bà chết. Này, thế nhớ gửi qua inbox Zalo cho ta nhá. Ta chờ đấy. Ok ok, uy tín luôn đấy. Tí tôi sẽ gửi cho bà. Này, vậy chứng tỏ là ta vẫn là người xinh đẹp nhất. Không được, mình phải về trị tội tên gương thần mới được. Ăn nói vu va vu vẩn, tí nữa thì hại mất một mạng người. Trung Thối, Thành Áo, các ngươi đang làm gì ấy? Ôi giời, công chúa không biết thật. Công chúa biết sao được? Công chúa ấy, là ở trong hoàng cung, ăn sung mặc sướng, làm gì cái biết cái món ngon nướng như này. Poppy, em lại, đi qua. Đây là ngon nướng của chúa, hiểu không? Quả ngô nướng à? Thế có ăn được không? Ăn được, nhưng mà người ta không gọi là quả ngô mà gọi là bắp ngô. Dân dã với bọn thần á, cái bắp ngô này ăn hơi bị ngon luôn đấy. Thế cho ta một... Ây gì? Đã chín đâu. Các người không chịu đứng lại đúng không? Định chạy với ta à? Hai con Poppy này, mau đi bắt Bạch Tuyết về đây cho ta. Ui giời á, bao lần phù thủy bảo đi bắt Bạch Tuyết nhưng không bắt được đâu. Bên cạnh nó có chú chuối không mình làm đúng không? Đúng rồi, phù thủy không bắt được đâu. Ta công nhận tên chung chuối rất là thông minh, nhưng ta hỏi các ngươi tên còn lại thì sao? Thành Áo. Đúng rồi, tên còn lại là Thành Áo. Nhưng thì sao phù thủy? Các ngươi nghe cái tên Thành Áo là biết nó ngáo như thế nào rồi. Bây giờ không bắt được Bạch Tuyết và chung chuối thì bắt tên Thành Áo về làm con tin. Chuyện này bọn em làm được. Được rồi, vậy mau đi. Ôi, chú nhìn gì chưa? Cho ta ăn với. Công chúa ấy, mày đưa công chúa ăn thử đi, tao nhìn thấy công chúa thèm lắm rồi đấy. Đây, công chúa ăn đi. Ý, công chúa có thấy ngô nướng của bọn thần có thơm không? Thơm lắm. Này, nhưng mà kiếm cho ta ít muối để ta chấm. Ủa, công chúa ơi, đây là ngô có phải hoa quả đâu mà chấm muối. Nhưng
thế. Thế bây giờ muối ở đâu? Thật. Muối á? Ừ. Ở hoàng cung có đấy. Hay giờ tao với người đi đi. Đến tận hoàng cung đấy. Vâng. Rồi đi. Thành Ngáo, coi ngồi nha. Đi rồi. Tao coi ngồi à? Ừ. Cấm ăn đấy. Muối đi rồi. Này này này, Phúc Bi Lực. Tao bảo. Cái gì? Bọn Bạch Tuyết nó như kiểu hiệp khách hành tẩu giang hồ. Mỗi hôm nó đi một nơi. Biết tìm chỗ nào bây giờ? Cũng khó nhỉ. Đúng rồi. Theo như phim kiếm hiệp ấy, hiệp khách hay ở quán ăn. Bọn mình sẽ đi khắp tất cả quán ăn và chắc chắn sẽ tìm thấy. Mày cũng thông minh đấy, mà còn dốt lắm. Sao lại thế? Giải thích ta nghe xem nào. Thứ nhất là Bạch Tuyết nếu vào quán ăn sẽ dễ bị phát hiện. Điều thứ hai là mặt mũi mình thế này, vào đấy có khách thì ra sợ chủ quán tống cổ ra. Này này này, mày sao đấy? Có mùi thơm ấy. Mùi thơm á? Ừ. Mùi thơm thế nhỉ? Giải. Các người là ai vậy? Bọn ta là những chú Bobby thân thiện. Bobby à? Thế các người đến đây làm gì vậy? Bọn ta ngửi thấy mùi ngô thơm lắm. Nhưng bọn ta tới đây. Mà này, sao nhìn người quen quen đấy nhỉ? Ê, không quen đâu. Tao mày Thành Ngáo cận vệ quả công chúa đâu. Không phải đâu. Nhắc mới nhớ, nó chính là thằng Thành Ngáo mà tao với mày đang đi bắt đó. Các người định làm gì? Định làm gì? Làm gì à? Này, công chúa, cái vị mà ngô và chấm và muối ăn ra gì mà? Có, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, nó là ngon. Này công chúa, tí nữa ấy, Tào Tháo có mà đuổi ấy, thì đừng bỏ thần nhá. Xong lại về mách mô cha, chết. Nó thật là hàm hồ, sao là vì mình Tào Tháo đuổi? Thôi, đi chỗ Thành Ngáo đi công chúa ấy, khỏi ăn hết ngô của thần vậy. Này này, sao các ngươi lại bắt ta làm gì đây? Bọn ta là người của phù thủy. Phù thủy sai bọn ta đi bắt người. Mà ôm phù thủy bắt Bạch Tuyết mà, sao hôm nay mai người lại bắt ta? Ngươi hỏi nhiều làm cái gì? Phù thủy sai bọn ta đi làm gì thì bọn ta làm thế. Đừng cười ơi, cứu tao. Đừng cười. Ô, Thành Ngáo có rồi nhỉ? Thành Ngáo đâu? Thành Ngáo ơi, Thành Ngáo. Chúng chuối, chúng chuối. Có khi nhà Thành Ngáo về nhà trước rồi không? Không, không bao giờ. Ngô còn đây, nó chưa ăn, làm sao mà về được. Ừ, cũng đúng. Ngô ngon thế này cơ mà. Nhưng mà không biết Thành Ngáo đi đâu nhỉ? Này, công chúa. Công chúa nhìn đi. Nhìn đi. Có gì đâu. Công chúa không nhìn thấy gì đây à? Cỏ bị dập nát thế này, chắc chắn là bị xô sát cái gì ở đây. Vậy thì Thành Ngáo bị bắt rồi. Gì cơ? Bị bắt rồi à? Thế thì phải mau đi tìm Thành Ngáo thôi. Vâng, nhưng mà thần còn chưa biết tìm ở đâu đây này. Sao lại bắt Thành Ngáo làm cái gì? Đang nghe bắt công chúa chứ. Thôi, đi tìm đã. Không biết hai con Poppy có làm được việc không. Anh Thành Ngáo. Thành Ngáo ơi! Thành Ngáo, ngươi ở đâu? Hai con Poppy này, lần này được việc đấy. Trung chuối, Bạch Tuyết, các ngươi sẽ rơi vào bẫy của ta. Thành Ngáo! Thành Ngáo ơi! Trung chuối! Dạ? Rơi đây có cái gì về công chúa? Ngươi nổi tiếng là thông minh, thế mà lần này, ngươi rớt hơn ta rồi. Thành Ngáo! Cái gì? Công chúa tìm thằng Thành Ngáo dưới cống á? Biết đâu Thành Ngáo đang đi, xong rồi rớt xuống dưới cống này, không lên được thì sao? Ủa? Cái đấy, công chúa rơi xuống ấy thì không lên được. Vì sao? Vì sao á? Vì công chúa lùn. Ngươi lại nói ta lùn. Chả lùn à? Là Thành Ngáo ấy, nó bước một phát lên đến đây luôn. Ai ốp đi mà. Đi.
Được, thông minh lắm cơ. Thôi xong rồi, hai con Bobby này nó bắt mình ở nơi hoang vắng như thế này, làm sao mà gọi thằng Trung cứu được. Này này, tao bảo này. Bảo gì? Trình bày nhanh, khỏi mất việc. Chúng mày để tao ngồi như thế này à? Không giải quyết được vấn đề gì đâu. Tao có một cách giúp chúng mày đạt được những gì chúng mày mong muốn. Mày biết bọn tao muốn gì không? Bọn tao muốn rất nhiều đồ ăn. Đúng rồi, vừa nãy tao lục soát mày từ đầu đến chân, không qua cái gì hết nhá. Đừng có ở đây vũng phép. Đúng rồi. Sao chúng mày kém thế nhở? Bây giờ muốn có đồ ăn thì phải có tiền, đúng không? Đúng. Bây giờ chúng mày mang tao ra kia đấu giá, kiểu gì chả có người mua. Mày nói cũng có lý, nhưng mà cái thằng ngáo như mày ai mua? Này, tao nói cho chúng mày biết nha, trong 1.000 thằng mày ra được một thằng ngáo như tao thôi. Ngáo à? Sang trọng, ngáo quý phái, ngáo đẳng cấp dân chơi luôn. Mày nói đúng. Đứng dậy, đứng dậy. Đi ra ngoài kia bán đấu giá. Nhanh. Chung 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 ơi, đã tìm lâu như vậy rồi mà không thấy thằng ngáo. Có khi nào thằng ngáo có mệnh hệ gì không? Chắc không sao đâu. Công chúa cứ yên tâm đi, nó là đứa bạn thân nhất của thần. Thần bằng ngoài gió tìm được nó. Chúng ta mau đi thôi, không trời sắp tối rồi. Vâng. Ai mua người ngáo đi? Người ngáo sang trọng đẳng cấp đi. Ai hốt mà. Công chúa, công chúa có nghe thấy gì không? Giao bán người ngáo. Ngáo? Chỉ có thành ngáo? Ừ, đúng rồi. Đi thôi. Bà con cô bác ơi, người ngáo này sang trọng, lịch sự, đẳng cấp. Ai hốt mà. Mua đây, mua đây. Bà mua con đây, mua đây, bà con ơi. Thầy ngáo? Sao lại chơi bọn Bobby nhỉ? Thần không biết nữa. Tuấn lên. Mua đi, mua đi. Bạch Tiên xuống dưới, mua đi, mua đi. Mua đi, mua đi, người ngáo đấy. Người ngáo đấy, mua đi. Này, thầy ngáo, sao mày lại chơi với hai thằng Bobby? Tao chơi đâu, đây là kế của tao, để gặp được chúng mày đấy. Gặp bọn tao? Ừ. Giả vô mua đi, giả vô mua đi. Mua mày à? Ừ. Này, giá bao nhiêu ấy? Bao nhiêu nhỉ? 5.000 ý. Không, thằng này nó ngáo sang trọng, ngáo lịch sự. Giá cao hơn. 10.000. 10.000. 10.000. Ê, đắt thế, 5.000 thôi. Đi chợ bán kiểu này á, không mà lỗ. Thần rẻ mặc đi thế cả. À, ai người này giả 20 đây? Bán luôn. Ôi trời ơi, 20.000. Thì ngươi tự đi mà giảm 15.000 nhá. Ta chỉ trả 5.000 thôi. Bán buồn thế này, cô mà vua cha tao sạt nghiệp mất. Quý tao, quý tao. Từ từ. Này, các ngươi lấy tiền làm gì đấy? Ngô. Mà phải là ngô nướng đấy. Ngô á? Này, tao có ngô này. Ngô hoàng đế luôn. Người ngoài tao bán 50 một bắp, 50. Còn các ngươi, người quen tao bán rẻ 20 thôi. Cái gì? 20 một bắp nữa? 7.000. Tắt tao phát. Ai hốt đi mà. Ngô. Thế thì bọn tao đổi cái thằng ngáo này lấy một bông ngô. Thôi, ta chịu thiệt vậy. Được rồi. Đi. Cống đồ ăn rồi. Này Trung Chúa, hai con Poppy kia ngu nhỉ? Một bông ngô đổi lên tao. Thế chính ra thành ngáo chỉ đáng giá một bắp ngô 20.000. Nếu ở bán ra nhá, ngài sẽ đứng giá 5 bắp ngô luôn. Thế cái công chúa giá chỉ bằng 5 bắp ngô rồi à? Người em kêu ta. Ai mà nó cứu người đấy. Chúng chưa cứu mà. Nào thế nhỉ? Này, ra bên kia. Không nữa. Này. Không nữa. Các người không phải tranh nhau. Miếng ngô trên tay kia là của ta. Mau ra đây. Tao bảo rồi. Đây ạ. Bảo đưa tao không đưa. Bây giờ nhịn. Ngô này cũng ngon đấy. Mà khoan, Bạch Tuyết đâu? Phù thủy có bảo đi bắt Bạch Tuyết đâu. Bà đi bắt thằng Thành Ngáo mà. Ai hốt đi mà. Thế làm Thành Ngáo đâu? Đổi nó lấy cái bắp ngô kia kìa. Các người thật là vô dụng. Nhưng mà ngô ngon phết. Ai hốt đi mà. Đã đến rồi, gieo rắc ngàn phồn hoa sướng đời. Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Bạch Tuyết ta? Ngươi nói buồn cười rồi đấy. Ta mới là Bạch Tuyết,
có mở người giả dạng ấy, ăn nói hàm hồ, ta mới là Bạch Tuyết. Thường dân to gan, ai cho ngươi dám giả dạng ta hả? Ta mới là Bạch Tuyết, ngươi mới là người giả dạng ấy. To gan, ta mới là Bạch Tuyết, ngươi giả dạng ấy. Người to gan, ta sẽ về ta mách vua cha ta. Cái gì? Mách vua cha á? Được, ta cũng về ta mách vua cha ta. À, ngươi sợ rồi đúng không? Người giả dạng bao giờ cũng sợ sệt nhá. Ta mới là Bạch Tuyết thật đây này. Này, ta mà sợ ngươi đi à? Nhìn xuống dưới đi, dưới làm sao? Quay nạ, nàng Bạch Tuyết của tao đâu rồi nhỉ? Nàng Bạch Tuyết của tao cũng đâu rồi nhỉ? Bạch Tuyết là Bạch Tuyết của mày, của tao chứ. Thành nhỏ, mày với tao là bạn thân đúng không? Ừ. Ai, bạn thân thích Bạch Tuyết thì mày phải nhường cho tao chứ. Ừ. Này, Bạch Tuyết à, cả nước này thích chứ không riêng gì mày với tao đâu. Mà này, cái này phải cạnh tranh công bằng đấy. Công bằng đúng không? Được. Đây cáo ơi, tao vèo cổ rồi. Đấy ơi, múa cho nắm vào. Sao bên này rồi? Mày để yên tao. Đuổi. Tao thấy cái cổ. Đi tìm Bạch Tuyết. Đi. Poppy, mau đi bắt Bạch Tuyết về đây. Phù Thủy, tôi đã bắt Bạch Tuyết về cho bà mấy lần rồi, nhưng bà có làm gì được đâu. Chẳng qua là ta bị bọn chúng lừa, nhưng lần này ta sẽ tiêu diệt hết chúng nó. Các ngươi còn xì xào cái gì đấy, mau đi đi. Được, tôi sẽ bắt cho bà Bạch Tuyết nốt lần này. Đi thôi đồng đội. Công chúa. Ô, công chúa đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quang phải thân. Công chúa thành áo đây rồi. Này, hai người có thể giúp tao một chuyện được không? Giúp công chúa? Riêng giúp công chúa có một chuyện, hai mười chuyện, 10.000 chuyện bọn thần cũng giúp. Bạn héo đi mà. Được thế thì tốt quá. Ban nãy ở kia có một người giả mạo ta, mặc quần áo, thậm chí cả gương mặt giống ta nữa. Các người hãy điều tra xem người đó là ai và với mục đích gì để giả dạng ta như thế. Có người giống hết công chúa. Vậy thì chỉ có một người làm được, đó chính là Mũ Phù Thủy. Công chúa dẫn đường. Dẫn đường. Thế lại có trò vui để chơi rồi. Trung chúa ấy, Thành Áo, ta ở đây. Ôi, chính là người đấy. Người đấy đã giả mạo ta. Này, cái cô gái kia, từ nãy đến giờ ngươi vẫn nói là ta giả mạo ngươi là thế nào? Có mà ngươi giả mạo ta ấy. Này, là cái ai giả mạo? Tao biết. Tốt nhất bây giờ lên gần để quan sát. Đi. Trung chúa ấy, Thành Áo, cô ta giả mạo ta đấy. Cô giả mạo ta, cô dám nói như thế nữa à? Bây giờ ai giả mạo ai chưa biết được, đúng rồi. Thành Áo, hai, mày lên trên kia đi. Đây là nên. Trung chúa ơi, giống lắm. Cái mùi hương trên tóc cũng giống cơ. Ồ, khó thế nhỉ. Thế công chúa ơi, công chúa thường có cái thói quen gì? Ta có thói quen gì đâu. Đây đây, đây là thói quen cái móng tay của công chúa. Đấy. Sao ngươi lại dám bắt trước thói quen của ta? Có mà ngươi bắt trước ta thì có. Thôi công chúa ơi, bây giờ không biết là ai nữa cơ. Bây giờ nhá, hai người đứng ở đây để bọn thần so sánh. Lên thì lên, tao sợ ngươi chứ. Công chúa ơi, mày với tao ra đây xem cho nó. Khó phân biệt nhỉ. Tao cũng không phân biệt được. Chiều cao cũng bằng nhau cơ. Mùi hương thì tao cũng giống nhau cơ. Thế bây giờ nhá, tao hỏi hai người, ai là người thích ta? Tao không thích người. Bây giờ nhá, để thần hỏi công chúa này. Này, hả? Tao nghe nói nhá, công chúa dốt toàn lắm. Lúc mà trả lời sai, đảm bảo là công chúa. Hai người nhớ phải đồng thanh ấy nhá. 13 nhân không bằng bao nhiêu? Nhanh! Bằng 13! Ôi dồi ôi! Chú ơi, hai người rốt như nhau,
bây giờ biết phân biệt kiểu gì đây? Mày hỏi tao tao hỏi ai? Khó nhở. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đâu? Mau ra đây! Bạch Tuyết! Ô hai, cái thằng kia, mày làm gì mà như con khỉ vậy? Ta đang tìm Bạch Tuyết, xem nó trên cây không? Ôi giời, bận quá. Này, sao mày rốt thế? Bạch Tuyết nào ở trên cây? Nó phải ở dưới cống. Úi giời, mày rốt khác gì tao? Ai Bạch Tuyết nó chui xuống cống làm gì? Giời. Bạch Tuyết nó xinh đẹp thế, nó chui xuống cái cống này, nếu có thành chuột cống à? Ờ, cũng đúng nhỉ. Bây giờ nó không dưới cống, cũng không trên cây, thế nó ở đâu? Đi tìm dạo nữa, đi. Ta đứng mỏi chân lắm rồi đấy, các người mau phân biệt giúp ta đi. Ta mới là thật thế này, còn cái cô ta ấy là giả đấy, người mới là giả ấy. Các người phải tin ta mới là thật thế này. Này công chúa ơi, thật là bọn thần không biết ai là thật, ai là giả ấy. Đúng rồi. À này, à, bây giờ có hai Bạch Tuyết, mày ta không phải tranh nhau nữa. Công chúa ạ, bây giờ phân biệt làm gì nữa, dù sao bây giờ có hai công chúa đúng không? Bây giờ công chúa đi theo ta, công chúa bên kia đi theo thành ngáo, thế là xong. Công chúa ơi, thằng Trung nói đúng đấy, công chúa đi theo ta, còn công chúa kia đi theo Trung, làm lý. Làm thế nào bây giờ? Không phải phân biệt cơ hả? Tốt quá, Poppy đây rồi. Này, hả? Poppy muốn bắt công chúa đúng không? Đấy, thế là nhờ nó vào, nó phân biệt cho. Em lý. Poppy. Ê này này này, nó gọi mày kìa, ra đi. Nó gọi mày. Mày, nó gọi tao. Nó gọi mày à? Ôi, cứ lên cả đi. Vào đây. Gọi tao có chuyện gì? Có phải các người muốn bắt công chúa đúng không? Đúng. Đây. Đấy. Ô hai, này 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 này. Sao lại có tới hai Bạch Tuyết? Thì thế ta mới gọi các người vào đây. Đúng rồi. Các người mà phân biệt được ai là giả, ai là thật. Các người cứ bắt. À, được. Để nó xem nào. Ai hốt đi mà. Này, ngươi có phải Bạch Tuyết thật không? Có, ta là Bạch Tuyết thật. Còn cô gái kia là Bạch Tuyết giả. Đúng cái mùi thơm của Bạch Tuyết rồi. Để ta sang kia xem nào. Bạch Tuyết à? Mùi này cũng đúng mùi của Bạch Tuyết. Này, ta chịu, ta không phân biệt được đâu. À đúng rồi, chỉ còn một cách duy nhất. Kẻ thù của công chúa là ai? Là ai? Là một phù thủy. Này, gọi sếp của các người đến đây. Đúng rồi, gọi sếp đến đây. Này, hả? Gọi đi còn chờ gì nữa. Đúng đây, rồi. Đây, đây. Alo, sếp à? À vâng, em tìm được Bạch Tuyết rồi. Nhưng mà tận hai con cơ. Bọn em không biết con nào. Vâng, sếp bên đây nhận dạng nha. Tại sao lại có hai Bạch Tuyết cơ chứ? Tốn mấy phút điện thoại đấy. Mất 2.000. Trong hai người, ai mới là Bạch Tuyết? À, chị. Chị á? Thế đây là Bạch Tuyết thật. Chị. Ai chị em với nhà ngươi? Bạch Tuyết, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Để bọn em, để bọn em. Thôi nha, thôi. Dạ, em đây chị. I am Jennifer, là em gái của chị đây. Jennifer, mà sao chúng em giống Bạch Tuyết thế? Bởi vì Bạch Tuyết là người xinh đẹp nhất nên em đi phẫu thuật thẩm mỹ thành Bạch Tuyết cho nó xinh. Này, công chúa ơi, chạy đi. Phù thủy ở đây, bắt công chúa đây. Này, Jennifer ơi, em đi phẫu thuật ở đâu ấy? Dẫn chị đi đi. Thôi, em đùa gì đấy? Em biến hình, khoảng tầm 30 phút một tiếng nữa là nó hết tác dụng rồi. Thế mà cứ tưởng đi phẫu thuật thẩm mỹ cơ. Thôi, chào phù thủy. Tao với thằng này hết việc rồi. Bọn ta đi đây. Này, không được trừ lương đâu đấy. Ta biết rồi. Mà này, tại em mà chị để con Bạch Tuyết nó sống đi mất đấy. Thì hôm sau, nếu mà chị thích bắt thì em với chị cùng bắt.
Thôi được rồi, lần sau bắt, đi về. Rất tiếc cho công chúa đã chạm vào gói hạt nuôi nhưng mà nó lại bật ngược. Thành áo, chơi đây. Ok. Có chiếc quạt ba tiêu này rồi, không ai có thể dại gần ta được. Ôi, phù thủy ơi, bà lấy cái mua cao rách ấy về để quạt ruồi à? Hai con copy này dám khinh thường chiếc quạt ba tiêu của ta à? Xem đây. Dám nhờn với ta à? Bây giờ đến lượt Trung Chuối và Bạch Tuyết. Rồi cái vương miện. Ôi Trung Chuối thành áo, sao lại có con lốc to đấy nhở? Này Trung Chuối, hả? Mày thổi à? Ta thổi đấy, dùng hơi mạnh quá nên bay hết đồ. Bay hết đồ á? Ai ốp đi mà? Mất hết đồ ăn rồi. Này Trung Chuối, hả? Mày thổi cái gì mà mạnh thế? Dạy tao với. Thì mày nhá, dồn khí xuống đan điền, cho bắt đồ. Ôi dồi ôi, thành áo còn thối thế. Ta bảo mày là vận khí đan điền mày thổi, sao mày lại ngắm? Thối à? Cô chúa mua bị điếc à? Ờ thối nhở. Ôi dồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đồ ăn. Mày ơi, tao đang rất ghét phù thủy vì dám quạt tao đi. Nhưng mà bây giờ có bánh, tao lại thấy phù thủy rất là đáng yêu. Tao cũng thấy phù thủy đáng yêu dần rồi đấy. Lại có cả bánh kẹo ăn nữa. Ôi, mày cười nãy giờ mà mày vẫn cười được à? Này, nhưng mà bắt đền đấy. Đông bánh kẹo đâu rồi? Bánh cô xì tao còn chưa kịp ăn nữa. Đúng rồi, tao kịp ăn. Mày ơi, bánh cô xì này còn thật đấy. Này, mày nhìn gì đây? Kìa, bánh cô xì. À, bánh cô xì của ta. Kẹo vịt của tao. Này, đứng lên. À, bánh cô xì. Kẹo vịt của tao. Này. Cái này, quạt của ta. Bánh cô xì của ta. Đúng rồi, bánh nào là bánh của các ngươi? Bánh này ấy, là phù thủy cho bọn ta đấy nhá. Này, dựa vào đâu? Các ngươi bỏ, cái này là của các ngươi. Đúng rồi. Phù thủy dùng quạt ba tiêu tạo ra một cơn lốc quạt bọn ta tới đây kèm theo số bánh này đấy. Cơn lốc á? Thế mà sao lúc nãy Trung Chuối bảo là Trung Chuối thổi? Đúng rồi. Này, nhìn tao, mày bốc phẹt à? Bốc phẹt gì? Thì mày phải hình dung ra chứ. Tao sức trâu mà tao thổi được, mày cả tao đi à? Này, không nói nhiều nữa nhá, mau giả bánh kẹo cho bọn ta. Không. Đồ này đồ của ta, này, vịt rồng này, vịt vàng này. Ta không cầm. Này, vịt vàng của ta đâu? Sao mà bọn ta biết được? Lúc đồ ăn rơi xuống đây còn mỗi con vịt hồng thôi. Ê, không được. Mụ phù thủy, tao đã cấn ông này, làm mất con vịt vàng của ta rồi. Ta phải đi tìm mụ phù thủy, tính sổ được. Ta không đi tìm phù thủy, đây là đồ ăn mới được. Này, công nhận hôm nay Bạch Tuyết với Thành Ngáo máu nhá. Máu thật đấy. Đi tìm mụ phù thủy, về đây. Chuối. Ôi giời. Chuối chuối, mày phê tao hay là phê ai con Phúc Bình đây? Đi nhanh lên. Ôi giời. Sao hai người hùng hổ lắm cơ mà? Đi. Hôm nay ta đây chơi với Bobby. Mày không đi, ta với công chúa đi. Đi công chúa. Nhưng mà không có trong chuối thì mình đi cùng gì? Trời ơi, không phải sợ. Đi. Ui. Máu nhỉ? Máu đấy. Này, chúng ta ăn rồi. Đi. Lắm rồi. Có chiếc quạt ba tiêu này, ta sẽ thổi bay tất cả mọi thứ. Mốt phù thủy kia, mau giả kẹo vịt vàng cho ta. Mau giả vịt vàng cho Thành Áo. Bạch Tuyết, Thành Áo, hai người đến nộp mạng à? Mà khoan, Trung Chuối đâu? Ta không cần Trung Chuối. Ta không cần công chúa. Ôi dồi ôi. Này công chúa, giờ nào rồi con ăn? Nâng sao thần? Nâng sao? Có. Ai ốt đi mà. Chỉ dựa vào hai người
Dám đến đây khiêu chiến với ta à? Thế này. Này, sao lại ở đây đấy? À, tao với công chúa vừa đến nha. Mụ phù thủy sợ quá, quạt bọn tao bay đến đây đấy. Cái gì? Phù thủy sợ hai người, xong rồi thổi về đây. Ôi giời, phẹt mồm điêu. Thôi, cái việc đấy không quan trọng. Đúng rồi. Cái việc quan trọng hơn ấy là mụ phù thủy có cái quạt bát tiêu ra. Nguy hiểm lắm. Bây giờ bọn mình phải đến ngăn cản mụ ra. Cái gì? Nguy hiểm như thế á? Ừ. Vậy thì lại phải dùng cái tài quân sự của Trung Tuấn. À đúng rồi, công chúa, từ mai bảo Đức Vua phong cho thần cái chức quân sự nhá. Đi làm vệ sĩ đi. Chán lắm. Thôi, đi gặp phù thủy. Đuổi đi. Không. Đi nhanh đi, nhanh. Này, cho bọn ta đi với. Ai ốt đi mà. Anh ơi. Nào đây. Các người còn dám đến đây à? Mà hai con Poppy kia, các người ở phe nào đấy? Phe này. Quên. Hai cái tên này. Chúng tôi đến đây để ngăn cản bà không được dùng chiếc quạt bát tiêu này để hại người. Định ngăn cản ta? Hãy xem đây. Phù thủy, sao lại quạt ta? Ta lỡ tay thôi, ta không cố tình đâu. Này, phù thủy làm như thế là không được. Sao lại quạt người của mình? Ngươi còn dám trả treo vào ta. Này, lúc lôi bộ rồi. Thổi tiếp đi, thổi đi. Các ngươi dám thách thức ta? Nắm chặt tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt. Tại sao các người lại không bị bay đi? Vì sao ạ? Vì bọn ta có tinh thần đoàn kết. Đúng. Vững như kiềng ba chân. Các người được lắm. Ô, phù thủy ơi, bây giờ mà dùng hết công lực, chắc chắn thổi bay. Được. Hãy để ta. Cái quạt của bà to thật đấy. Đúng rồi. Nhưng mà làm sao mà ăn được cái quạt đa di năng của ta? Bà tin, ta bật một phát là bà với hai tên Poppy này bay lên sao hỏa. Bay ra ngoài vũ trụ. Thật. Ta không tin chiếc quạt của các người có thể lợi hại hơn chiếc quạt ba tiêu của ta. Bà không tin đúng không? Được rồi, cho ta xin một phút hội ý. Này, sang nghe xem chúng nó đang bàn cái gì. Vâng ạ. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ giúp bà ta thi sức mạnh của cái quạt. Đúng đấy. Đúng đấy. Xong lúc đấy chúng ta sẽ lấy cái quạt của bà. Đúng đấy. Được. Poppy, về đây. Như thế đấy. Này, chúng nó bàn kế hoạch gì đấy? Kế hoạch của chúng nó là gì? Nói đi. Là em nghe, nhưng mà em chả hiểu gì cả. Nào, các người đã sẵn sàng để bay chưa? Ấy, khoan. Bây giờ á, tao cùng thi, bà dám thi sức mạnh quạt không? Ta sợ gì mà ta không thi? Luật thi như thế nào? Đấy, thanh áo, để gói bìm lên trên kia. Tao à? Lên. Được. Trung chúa ơi, tao để ở đây nhá. Vậy này, bây giờ chúng ta sẽ thi xem ai thổi 7 gói bìm đi xa nhất. Được, để tao qua trước. Này, mày dính keo được đấy. Ai ốp mà. Này, quạt của bà quá là bình thường. Không đúa. Sao lại như thế được? Vậy bây giờ các người dùng quạt của các người đi. Được rồi. Cái gói bìm ý quá là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thanh áo lên đu vào. Ok. Nhìn nè. Ê, chui, tao chú chạy lắm rồi. Qua đây. Rồi. Qua đi. Ui kìa. Ngoài kia con đi bay. Đâu. Nhưng mà ngoài hình tinh nhé. Này, làm gì có đĩa bay nào đâu. Tên Thành Ngáo, tôi có gói bim bim nữa rồi. Thì trong cái lúc các người đang nhìn đĩa bay ấy, thì thằng Thành Ngáo đã quạt bay tới sao hỏa rồi. Quạt này mạnh nhé. Chuyên. Poppy, lên kia đứng. Dạ.
Mà nó đứng làm gì đấy chủ nhân? Em đây. Ta đứng đây. Các người đã thấy sức mạnh của quạt ta chưa? Quạt của bà cũng kinh đấy. Bobby, đứng ở đây. Không được, ta không muốn lên sao hỏa đâu. Không, cái này khác. Sướng lắm, hứa nhá. Ờ, đây này, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đấy, nhìn thế này. Ờ, không bay, mà lại mát thế nhỉ? Sảng khoái nhỉ? Poppy, sảng khoái với thoải mái lắm à? Ô, Phù Thủy ơi, đây là lần đầu tiên ta được cảm nhận chiếc quạt mà mình không phải tự quạt cũng mát. Wow, thích thế. Chung chú ơi, cho ta mượn quạt đi. Còn đâu? Không đưa, ta sẽ quạt bay các người. Này, bà có quạt ta đi thì bà không lấy được cái quạt này đâu. Không được. Phù Thủy ơi, những thứ bà muốn phải lấy bằng được chứ. Tao một cách rất là đơn giản. Đổi cái quạt kia, lấy cái quạt này. Được. Tao chấp nhận. Vậy thì ngươi đổi cho ta đi. Đây, đây. Một, hai, ba. Ông chủ nhân. Kế của ông Trung thông minh thật đấy. Ôi, sao mà làm? Trung chú ơi, mày đỉnh thế này. Ơ, chuyện. Này, Trung chú ơi, ta sẽ về ra bảo vua cha ta phong cho ngươi làm quan sư. Thế còn rắn? Bỏ đi. Bỏ cũng chưa. Đi. Bạch Tuyết, lần này ta sẽ hành hạ ngươi. Công chúa ơi, ở đây trước không có nguy hiểm. Lên nào, lên, lên, lên đi. Công chúa, công chúa ơi, công chúa. Giúp ta với. Này, anh Ngáo, không biết công chúa đang làm cái gì không? À đúng rồi, tao xem như này à, người ta gọi là popping, hip hop, hip hop never die. Công chúa ơi, công chúa nhảy popping à? Để thân nhảy cùng với em. Yeah, come on. Đây nào. Công chúa bị làm sao nhỉ? Đang nghiêng đang lành tự nhiên nhảy búp bích nhỉ? Ô, công chúa muốn đâm tay à? Lại một chút. Trông chuối. Giúp ta. Giúp á? Thế là công chúa không phải nhảy búp bình à? Hay là có người điều khiển? Bạch Tuyết, ngươi đã thấy khó chịu chưa? Phù Thủy ơi, cho bọn em mượn cái đồng hồ cát chơi tí. Nhìn vui phết đấy. Đây không phải là trò đùa của các ngươi. Này, không cho mượn thì tao với mày cướp. Phù Thủy ơi, đằng sau có cái gì kìa? Đâu, cái gì? Thằng con Poppy này, đứng lại. Được rồi đấy. Đấy, công chúa đây không? Nhà thần, ba đời chị xương cướp. Chị phát khỏi luôn. Ê, công chúa ơi, mày đặt cắp đấy. Này, công chúa ơi, người có công giúp ta, ta sẽ về ta bảo vua cha ta cho nhà ngươi một mẫu ruộng. Cái gì ạ? Một mẫu ruộng cơ à? Ui, tạ ơn công chúa. Ê, lần này thì tha hồ mà thả bò rồi. Ê, công chúa ơi, công chúa thưởng cho thần bò để thả ruộng nhà ông chuối nha. Này, sao mày không thả ruộng nhà mày? Thả ruộng tao thích gì? Thả ruộng nhà mày đây. Mà sao? Thôi. Được rồi, chăm ruộng nhà nhau thì có sao đâu. Chà, đi. Các người học đâu cái thói cướp đồ trên tay của ta thế à? Các người có biết ta đang hành hạ con Bạch Tuyết không? Mà sao ta nói các người không trả lời? Ta quên mất. Hành hạ Bạch Tuyết à? Thế thì Phù Thủy cứ làm đi. Bọn em đi chơi. Bọn em đi đây. Hai tên vô dụng. Chú chuối, sao mày bỏ chết được rồi? Vừa nãy tao nói đùa đấy. Công chúa bị như thế này chắc
chắn là do phù thủy. Cái gì? Do phù thủy á? Giúp ta. Vâng vâng. Nhưng mà công chúa ạ, từ mai công chúa sâu bớt đi nhá. Ừ. Nó xinh đẹp như này phù thủy nó lại ghen tị. Bây giờ mang công chúa đến chỗ phù thủy. Ừ. Chúng ta. Đi đi đi. Thả ta. Này, mày cười mãi không biết mỏi mồm à? Ở nhà, mày không nói, tao cũng không nhớ đâu. Công nhận cười nhiều, mỏi mồm thật. Mỏi mồm thì phải làm sao? Thì phải đi kiếm cái gì mà bỏ vào mồm. Ồ, bỏ vào mồm à? À, bây giờ tao với mày đi kiếm cua hoàng đế, tôm hùm Alaska ăn đi. Mày bị điên à? Lấy đâu cua hoàng đế? Có cái bánh bỏ vào mồm là ngon rồi. Đi vào mồm. Ê, này, Poppy, tôi ta hỏi một tí. Các ngươi hỏi gì? Hôm nay bọn ta không có nhiệm vụ ớt bạch tuyết. Này, các ngươi cho ta hỏi, tại sao công chúa của ta cứ bị giật nát như thế này nhỉ? Đúng rồi. Này này này, đừng có tưởng moi thông tin từ bọn ta mà dễ nhá. Còn lâu bọn ta mới nói là phù thủy đang dùng đồng hồ cát để điều khiển bạch tuyết. Ai hốt mà. Ê, thế là dùng đồng hồ cát à? Thế bọn ta đi đây. Ê, cảm ơn nhá. Này, sao các ngươi lại đánh ta? Các ngươi không được phép làm phiền phù thủy. Chúng chuối, làm sao bây giờ? Rồi rồi rồi, công chúa cứ bình tĩnh. Đã bị giận này còn hay nói nhiều. Bình tĩnh để tao nghĩ cách. Ừ. Bọn ta sẽ không để các ngươi đi khỏi đây đâu, trừ khi có đồ ăn. Đồ ăn? Này, có ai có đồ ăn ở đây không? Tao có. Đâu? Nhưng mà đã ăn dở. Ăn dở cũng được. Đây. Đây chúng mày, đang ăn dở có được không? Được 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 được. Này, đồ ăn này, thích không? Này này này, đồ ăn. Lên. Ăn đi. Ngon lắm đấy. Thơm không? Phù thủy, phù thủy, trời trời, đàn nói năng này còn hay nói nhiều. Thấy mà, cả mày nữa ấy. Này, phù thủy, bỏ ngay đồng hồ cát xuống. Đúng rồi. Nếu không ấy, chứ đừng có trách. Đừng có trách. Đừng. Trời. Nếu ta không bỏ, các người định làm gì? Làm gì à? Mày để tao. Thành Hạo. Úi giời, chung. Thầy. Ủa? Bình hết rồi này. Ta hết rồi. À, thế mình đi về thôi. Nhanh lên. Này, chú vô tâm thế. Còn thằng Thạnh này. Nhờ. Quên. Này, mụ phù thủy kia, mau làm cho Thạnh ngã trở lại bình thường đi. Nếu không. Được. Vậy thì bạch tuyết. Ta hết rồi này. Ta. Nào, ta một miếng. Đấy, mày một miếng đi. Này, mày bẻ to thế, hết cái bánh à? Tao lỡ tay, nhưng mà bánh ngon thế. Thì đấy, ngon thì phải ăn từ từ, nó mới được lâu chứ. Đây, ấy một lần, chỉ gần này thôi. Tao xin. Hai tay không có rơi mất phí. Đây, ăn đi. Ui, ngon đúng không? Sao, bây giờ thì các ngươi còn ai dám động đến ta không? Này, chúng ta mà căng cái mụ ấy, mụ ta không sợ đâu. Chắc bây giờ phải van xin mụ thôi. Để thần cái mồm này. Phù thủy ơi, thế bà có thể tha cho bọn ta được không? Này chú chuối, sao mày hẹn đi? Việc gì phải xin mụ phù thủy làm gì? Nhá. Chung chuối, ngươi cầu xin ta thì ta không bao giờ tha. Trừ khi bạch tuyết mở mồm cầu xin ta. Công chúa, mở mồm đi, cầu xin đi, cầu xin đi, tinh đi. Đúng rồi. Hãy, cho ta. Đây, công chúa cầu xin rồi. Ừ. Đấy. Vừa nãy ta đã nói hết câu đâu. Ta bảo là trừ khi bạch tuyết mở mồm cầu xin ta, thì ta cũng không tha đâu. Này,
bà hơi bị là lọng rồi đấy. Ê, Trung Chuối, mong nghĩ cách đi. Rồi, đừng có nói nữa. Trời ơi này, bây giờ còn mỗi hai miếng này thôi. Hay tao với mày cất đi, mai rồi ăn. Ơ kìa, không tao cắt à? Ăn luôn cho nó lắng. Thì tao cũng ăn. Ui, cái phương pháp xin này tao xin mòn cả mồm không được. Này Thành Ngạo, bây giờ mày thử khiêu khích mụ đi. Được, khiêu khích là nghề của tao mà. Em, phù thủy, bây giờ ta đố mụ bỏ đồng hồ cát xuống đây. Vậy thì ta đố các ngươi làm thế nào để ta bỏ đồng hồ cát xuống. Úi giời ơi, làm cho mụ bỏ xuống á, rất là đơn giản. Đúng bây à? Giờ á, mụ bỏ xuống đi, ta sẽ làm cho mụ cầm lên cơ. Tin không? Ta không tin là các ngươi có thể sai khiến được ta. Thành Áo, đến đây. Để ta cho mụ phù thủy cầm lên nhá. Đây. Đấy, ta đố ngươi làm cho ta cầm được. Được, phù thủy. Thử trí thông minh với ta, lúc nào mụ cũng thua thôi. Hết rồi này. Được rồi. Cái mụ phù thủy kia nhá, hôm nay ngươi cho ta giật lác. Được rồi, Thành Áo, cho mụ ta nhảy cả ngày hôm nay cho ta. Đúng rồi. Đừng à. Được, đợi ta thử. Thôi, giao quyền cho mày. Được rồi. Mày, phù thủy, nhảy. Ta không nhảy đâu. Ai hốt mà. Hey, ta đang. Hey. Muốn nhảy mà. Hey. Này, mà thôi, chúng ta về đi. Ê, về làm gì? Đang nghỉ vui mà. Mày thích nhảy không? Không. Nào, công chúa. Hết giật nát rồi còn nhảy cái gì? Đi về đi, nhanh. Nhảy đi nha. Xin cái này nha. Mày người kia trả cái đồng hồ cát cho ta. Trời ơi, mày nhảy cái này bao giờ? Phú Thủy làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Đi đi. Phú Thủy đang ra cua. Thế để em thái rau nhá. Ai ốm? Thái rau nhá. Nấu canh. Nấu canh. Nấu canh. Vui lên nhỉ? Nấu canh. Mày biết, hãy đợi đây. Nào, phải đi ngay. Là con Poppy này.